Alo 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 alo, các bạn đã biết chúng mình mới có kênh Spiderum giải trí hay chưa? Đây là một dự án mới toanh của nhà nhện, tập trung vào các nội dung chất lượng về sách, truyện, phim, game, manga, anime và vô vàn hoạt động giải trí khác, vừa thú vị lại còn hấp dẫn và cực kỳ độc đáo. Nếu chưa subscribe kênh thì nhanh chóng click vào đây để đón chờ những video chất như nước cất trong thời gian sắp tới nha. Đây là bài viết Tại sao mình cực kỳ ghét cay ghét đắng những bể cá quả bưởi của tác giả Creature Lovers đăng trên Spiderum.com. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Bắt đầu bài viết thôi nào. Nếu bạn chưa biết bể cá hình quả bưởi là gì thì nó ở đây. Vâng, không thể phủ nhận rằng trông nó rất đẹp. Mình cũng công nhận là nó rất đẹp và rất rẻ và rất dễ kiếm. Thế thì vì sao mà lại ghét cay ghét đắng nó? Có rất nhiều lý do. Thứ nhất, công nhận là cái bể cá quả bưởi này trông rất đẹp, nhưng để ngắm cá bơi qua bơi lại trong đấy thì thực sự nó rất đau mắt. Nhớ hồi dịch Covid-19, các thầy cô của trường mẫu giáo và tiểu học đã từng chế ra hàng loạt những tấm kính trắng để mang vào cho học sinh. Ngay lập tức, việc làm ấy bị phản bác. Việc làm đấy không hẳn là sai vì các thầy cô chỉ muốn tốt cho học sinh của mình. Nhưng thật sự, những tấm kính trắng nghiệp dư kiểu DIY đấy lại có khả năng làm cho thị lực của các em bị tổn hại. Nguyên nhân chính là do sự khúc xạ. Tương tự với bể cá quả bưởi, với kết cấu dạng hình cầu và cho nước vào trong, chẳng khác nào bạn đang nhìn qua một thấu kính hội tụ. Ngắm cá càng lâu, mắt chúng ta sẽ càng mỏi và dễ ảnh hưởng đến thị lực. Đó là mới xét đến phần trung tâm của bể thôi nha. Ở các góc, tình trạng đấy còn diễn ra tệ hơn. Bạn có thể cảm thấy bình thường khi chỉ nhìn nó thỉnh thoảng, còn nếu mà ngắm nó trong một thời gian dài liên tục thì nó sẽ rất là hại mắt. Thứ hai, môi trường trong đấy không đảm bảo cho cá. Nếu như các bạn cho mình lựa chọn giữa hai chiếc bể cá cùng chiều cao, chiều dài, chiều rộng, nhưng một có dạng hình quả bưởi và một hình lập phương, thì mình sẽ vẫn chọn hình lập phương dù cho nó có đắt tiền hơn chút ít. Nói vậy thôi, chứ nếu không yêu cầu quá gắt gỏng thì các bạn có thể mua bể dán, không đắt hơn bao nhiêu, có nhiều chỗ bán còn rẻ hơn cái bể tròn. Ở một số nơi, mình có tham khảo giá bể và phát hiện ra là một cái bể tròn 800.000 đồng, nó nhỏ bằng 1/8 cái bể Cupid dán mình ra tiệm mua, có 120.000 đồng thôi. À, lạc đề quá. Điều mình muốn nói là những chiếc bể hình lập phương hoặc chữ nhật có góc, cạnh, điểm khuất, điểm mở sẽ luôn có thể tích lớn hơn những chiếc bể quả bưởi cùng chiều dài, cao, rộng, theo toán học cấp 2. Ngoài ra, chúng còn cung cấp một số điểm riêng tư cho những con cá chúng ta đang nuôi. Cá cũng là sinh vật, chúng cũng có cảm xúc, nhưng không giống chúng ta, và vẫn có khả năng bị stress nếu quá hoảng sợ mà không có chỗ trốn. Ở các bể góc, cạnh thì đó chính là những điểm mà cá có thể trốn khi cảm thấy không thoải mái khi chạm mặt con người. Còn ở bể cá hình quả bưởi, no way, xung quanh cá toàn là nước ê, cơ thể cá đang bị ngó ê, và cá không thấy thoải mái ê, và cá sẽ bỏ ăn cho đến chết ê. Mình không nói tất cả các loài cá đều có thể bị stress khi nuôi bằng bể trái bưởi, vì hồi trước mình cũng có nuôi bể quả bưởi và nó vẫn sống nhăn đấy thôi, nhưng tuổi thọ của chúng nó thì không được cao cho lắm. Và khi mà mình nuôi trong cái bể quả bưởi đấy thì mình phát hiện ra cá có tần suất bị hốt hoảng nhiều hơn rất nhiều lần so với khi nuôi cá trong bể hình lập phương, hộp chữ nhật khi mình đi qua, mặc dù mình chẳng có hù nó hay làm bất cứ điều gì cả. À mà tiện thể, những ai muốn nuôi cá vàng trong bể quả bưởi thì bỏ đi bạn ơi. Không có bất cứ con cá nào, cá vàng, cá chép, ba ba, rùa hay cái con quỷ gì tương tự như vậy có thể sống tốt trong bể đó cả. Đó là vì nó đang tồn tại. Bên cạnh đó, những chiếc bể như vậy rất khó duy trì hệ vi sinh, nhiệt độ, chất lượng nước, vân vân. Thường thì người ta hay nghĩ rằng cái gì càng nhỏ thì càng dễ duy trì, nhưng không. Những thứ càng nhỏ thì tính ổn định càng thấp, càng khó duy trì. Thứ ba, bể quả bưởi rất khó để thao tác. Từ chùi rửa, trồng cây, tạo cảnh quan, trang bị đèn chiếu, máy lọc, trừ máy lọc thùng, máy sưởi, máy bơm khí, máy ABCXYZ, vốn vì miệng bể rất nhỏ và gò bó. Mẹ mình từng rất thích có một cái bể cá để nuôi bảy màu, hay gọi thông dụng hơn là guppy. Và trong kho mình có một cái bể quả bưởi, và đương nhiên là cá vẫn cần ánh sáng như mọi loài khác, nên mình phải tìm kiếm một loại đèn nào đấy phù hợp cho dáng bể đó. May mắn là mình đã tìm được một loại đèn ống dùng cho bể lập phương, nhưng vẫn cài tạm vào bể quả bưởi được. Nhưng nó rất xấu. Và nếu không nhờ cái đèn đấy được thiết kế để chống nước thì chắc là mình đã bị giật quéo rồi, vì không biết bao nhiêu lần chiếc đèn bị rơi vào trong nước. Dù bể quả bưởi mình dùng có những cái rãnh hình lá sen trang trí, dư sức để gác cây đèn lên đấy, nó khá là khó chịu. Một lý do khác mình muốn xài đèn là để cây quang hợp và tạo oxy cho cá thở. Khi các bạn nuôi cá trong cái bể nhỏ xinh ấy, không có miếng cây nào hết hoặc bỏ cây vào thì nó càng tệ hơn. Bạn sẽ thấy cá luôn luôn ngoi lên đớp khí vì thiếu khí trong bể. Cộng với việc diện tích bề mặt tiếp xúc của nước và không khí trong dạng bể quả bưởi rất nhỏ và khá thất thường, tùy theo mực nước các bạn đổ vào. Tất cả những điều bất ổn trên là một số trong hàng tá những nguyên nhân làm cho cá đuối sức và tạch sau một thời gian nuôi cá. Trên đây là 3 lý do giải thích việc tại sao mình không hề thích cái bể cá quả bưởi. Và đó chưa phải là hết. Qua đây, mình muốn nói với mọi người rằng hãy hạn chế sử dụng loại bể ấy đi. Khi bạn xác định đã nuôi một con vật gì đó thì hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi nuôi. Mình nuôi guppy thường, không phải là dòng lai chọn lọc, một trong những dòng cá phổ biến, dễ nuôi và rẻ mạt nhất mấy năm trời, nhưng vẫn không dám nói là mình hiểu rõ về nó và đảm bảo rằng nó sống tốt nhất. Theo nó chứ không phải là theo bạn nha. Nó cũng là một sinh mạng, nếu không chăm sóc được chu đáo cho nó và cung cấp cho nó được một môi trường tối thiểu thì làm ơn chuyển cho những người có điều kiện hơn nuôi hoặc giết nó đi, thế còn sướng hơn. Và đó chính là toàn bộ bài viết. Hy vọng là các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderum.com để tìm đọc thêm. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.